Thì cái đường đi thì em xếp đầu tiên thì em làm cái đường nhỏ nhỏ này anh chị này. Sau đấy thì em thấy nó nhỏ quá, nó em xếp thêm cái này nữa. Xếp thêm cái đường gạch này nữa cho nó thoáng ra. Hai bên đường này thì em cũng đang trồng cái cây hương thảo này anh chị này. Cái này nó vừa có cái gì tác dụng đuổi muỗi mà vừa cũng làm đẹp nữa, làm xanh vườn nữa. Đó. Thì em cũng đang trồng thêm mấy cái cây nhỏ nhỏ đây này, hương thảo này. Đây có mấy cái thủy trúc. Đó thì em cũng trồng lặt vặt mấy cái cây thôi. Chủ yếu là cái đường đi quanh quanh cái khuôn viên này. Đây là cái hồ mà em tự đào này. Thì cái hồ tự đào này ngày trước thì em cũng có làm cái clip em đưa lên rồi. Nhưng mà chắc khá lâu rồi, chắc bỏ đi rồi. Cái hồ này em đào xong là em dùng cái bạt em quây hết xung quanh lại, cho em chèn cái sỏi này. Sỏi này em đi em lấy ở suối về này anh chị. Thì xung quanh đây thì em có mấy cái cây cỏ này. Rồi em có một cái trang trí một ít một cái đồ cây 10 giờ em trồng vào đây. Rồi cái cây này là cây dương xỉ thân gỗ này. Đó, em cũng có trồng quanh quanh đây. Bên kia cũng dương xỉ này. Đó, em trồng dương xỉ quanh quanh cái vườn này luôn. Thì cái trụ này em làm cái cách nhau khoảng 2 mét em làm một trụ này. Sau em lấy một cái cây cà phê này em làm cái tay. Nó vươn ra như vậy này. Đó, nó cứ vươn vươn những cái tay như vậy để mình thắp sáng anh chị. Đó, mình cứ vươn vươn như vậy này để mình thắp sáng. Đó thì buổi tối là em có cái ánh sáng nó đi vòng quanh cái đường này luôn. Ở đây em có một ít cây mấy cây tuyết cầu này anh chị. Tuyết cầu này thì mình trồng quanh quanh cái đường đi thôi. Thì chỗ này em có cái gỗ pallet này em cũng lại đóng cái hàng rào như vậy này. Đây là cái đường đi ra bên ngoài này tiếp này. Đó, đường đi thì em đóng cái hàng rào xung quanh này. Những cái cây này những cây ngày xưa trồng thì bây giờ em cũng để co lại xung quanh để cho nó hợp với cái đường đi. Đó. Hàng rào này. Đây, trụ này. Cái trụ bóng đèn này. Thì ở đây em cũng mở thêm một con đường nhỏ nhỏ vào đây nữa để em trồng những cái cây vào đây. Trồng những cái cây ngũ sắc này. Cây này thì em trồng và nó cũng lên rồi. Chuẩn bị ra bông rồi này. Đây cây ngũ sắc. Bên này cũng ngũ sắc này. Hai bên ngũ sắc rồi, em trồng những cái cây dừa cạn anh chị. Đó, trồng thêm rồi. Cái này em mới làm xong nên là cây nó cũng chưa lớn được. Đó, đây là một cái bồn nữa. Cái bồn này em đang làm dở chưa xong. Em dùng những cái cây gỗ em cắt ra, xong em đóng vào như này. Đóng là em thành một cái luống như vậy này, luống cao như vậy này. Bên ngoài là đáng lẽ là có một cái từng này cái cây gỗ ở đóng nữa, nhưng mà em chưa làm gỗ được, chưa đóng được. Rồi em gạt cái đất em trồng thêm cây trong này nữa. Rồi dọc cái đường đi này là em cũng trồng cái cây cỏ này, cái cỏ hoa tím này này, em trồng cái dọc này. Đó. Bên này thì em trồng cỏ hết luôn. Đó, cái gốc cây xanh đó thì em trồng cỏ hết ở đây luôn. Rồi em lấy cái chỗ đấy để em ngồi ở đây. Mai mốt là ngồi chơi là em sẽ ngồi ghế hoặc là ngồi cỏ. Em trồng cỏ đây. Ở đây thì mấy cái trụ bên ngoài cái lưới này, ngoài này là ngoài đường rồi. Thì đây là cái lưới thì em có trồng một số cái cây leo lên cái trụ bê tông này, nhìn cho nó đỡ bị thô đấy anh chị. Đó, rồi xung quanh những cái này em cũng trồng những cái cây ngũ sắc tiếp này. Đấy, những cái cây ngũ sắc này em cũng trồng rồi, nó cũng sống rồi. Chuẩn bị mai mốt nó ra bông nữa, nó đẹp lắm. Ở đây. Đến đây em cũng mở thêm một cái con đường rẽ ra ngoài nữa này anh chị. Rẽ ra thêm ra ngoài nữa. Để cho nó lâu lâu mình mở một con đường để cho mình đi lại mình trồng cây nó dễ anh chị. Đó, những cái chỗ này cũng vậy. Em trồng cỏ ở đây. Thì ở đây em cứ trồng là cái đường đi này. Cái đường đi này, xong đến cái cỏ tím này. Xong đến cái hàng rào này. Xong đấy đến cây hương thảo này. Thì hương thảo ở đây em trồng cứ tầm cách nhau tầm 40 phân em trồng một cây. Bữa nay em đang để cho cỏ mấy cái sau nháy này nó cho nó mọc trước đó, mai mốt em dọn sau. Đó, thì đợi, khuôn viên nó như vậy. Đây, ở đây thì có mấy cái trụ đèn như vậy này. Đây bên này thì đường đi tiếp vào trong này. Ở đây em có bày mấy cái cây white chip mướt em để đây cho nó đẹp. Đây là quanh quanh cái đường đến bờ hồ này. Đường bờ hồ này nó có một con đường cắt ngang ở đây nữa. Đây thì có mấy cái luống trồng rau thơm. Rồi đường đi đây, ngày trước nó cũng nhỏ nhỏ vậy này. Em cũng làm rộng ra thêm nữa này. Có hai cái luống trồng rau thơm này. Rồi, bên này là cái bộ thủy trúc. Ngũ sắc, cái cây này là cây ngày xưa em trồng này. Cái ngũ sắc vàng này, bây giờ nó to vậy này. Qua quanh năm luôn. Đó, rồi đến đây là cây ngũ sắc tím nữa. Ngũ sắc tím thì nó dạng thân leo. Nó mềm. Đó, đường đi đây là hết rồi.
đi một vòng rồi. Đây, quay lại cho anh chị coi cái khuôn viên này. Cái chỗ này nữa, của em nó khoảng 15 nhân cho 10 nhân 10 12 gì đó, khoảng đó. Em không đo nữa, nhưng mà cũng khá là rộng đó. Đủ là để chỗ này đủ để ngồi nướng này. Nướng ở đây, rồi ngồi ăn ở đây. Hoặc là ăn ra cái ngoài cái chỗ cỏ ngoài kia, cái chỗ ghế kia là đủ cái diện tích để ngồi ăn ngồi uống ngoài đó. Buổi tối có thể là ngồi nhâm nhi ly trà hoặc ly cà phê là thoải mái cái chỗ ở đây rồi. Thì cái vườn này em cũng mới hoàn thiện thôi, cho nên là cây cối nó chưa được lớn, cho nó nhìn nó chưa được xanh. Đó, thì mai mốt cây nó đẹp lên, em trồng đẹp đẹp lên rồi thì em lại quay thêm cái clip nữa. Anh chị nào mà yêu quý em mà thấy có những cái gì nó hợp lý, trồng cây gì hợp lý hoặc là cần sửa chữa như nào thì anh chị cho em cái ý kiến đóng góp nhé, để em hoàn thiện cái này cho nó đẹp. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ.